Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review các bạn một con máy Shimano ha. Con này là để dành cho mọi người mới bắt đầu chơi, chơi rất là ok. Con Shimano Nestwell. Con này thì cái tầm giá của nó là rất là dễ chơi ha. 1.050.000. Con Nestwell này là con Nestwell này là C3000 ha. Và ngoài ra các bạn có thể chọn những con C2 2.500 ha. Mấy con này mình chọn size nhỏ nhỏ mình câu lua. Đây mình đang khui nó nguyên hộp đây, nguyên kiện luôn ha. Còn giấy hướng dẫn sử dụng này nọ tất cả đủ các thứ. Cái này là nêu 100% nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây. Lấy nó ra như thế này đây. Màu sắc rất là đẹp. Nó phối cái màu bạc ha, bạc, và cái nắp thì nó phối cái màu đen mà ở màu xanh đen, nó rất là đẹp. Nestwell nhìn rất là sắc nét. Thì con máy C3000 này nó cũng rất là nhỏ gọn thôi, cầm gọn trong lòng bàn tay luôn. Đây, cầm gọn trong lòng bàn tay. Thì con này thì nếu như các bạn nào đã từng chơi Shimano mà khởi đầu cơ bản đó là con Senna đó, thì con này nó mắc hơn con Senna khoảng gấp đôi của Senna. Senna thì giờ nó cũng có 470 rồi, thì con này nó gấp đôi con Senna hơn một chút. 1.050.000 nhưng mà nó rất là ngon, nó ưu việt hơn con Senna nhiều cái. Thì các bạn xem, con này là made in Malaysia nha, Malaysia nó lắp ráp. Thì nhìn nó nhỏ gọn như vậy nhưng mà thực ra là nó cái ráp nó phải nói là rất là trâu bò, tải rất là trâu bò. Các bạn có thể xem đây, mình sẽ giới thiệu cái thông số kỹ thuật nó cho các bạn. À, con Nestwell này nó được một cái là nó để C3000HG nè. HG là Hagen. Cái công nghệ Hagen là một cái công nghệ cao cấp của Shimano ha. Thì ngày xưa là thường là những cái con cỡ như Nassi á, Shimano Nassi đổ lên nó mới có cái chữ HG, Hagen này. Nhưng bây giờ cái con Nestwell này chỉ 1.050.000 nó cũng có Hagen luôn. Rồi, số bạc đạn của nó là 3+1 một cái bearing ha. Thì một con máy này thì nó tải là mát tải của nó đó là cái lực tải lớn nhất của nó là 19 phao. Thì 19 phao thì nó tương ứng với 8,5 kg ha, rất là trâu bò. Một con máy nhỏ xíu thôi, cầm trên lòng bàn tay thôi, C3000 nhỏ gì đó mà nó tải 8,5 kg. Các bạn câu cá lóc vô tư rồi, câu cá lóc lũ vô tư, kéo cá chừng một vài ký là vô tư ha. Rồi cái thứ hai là nó, cái vòng tua nó là mình đánh giá nó là tương đối nhanh đó, là 6.2, là một vòng là 88 cm. Thì với cái vòng tua này thì nó tương đối thôi, cho nên các bạn có thể câu được những con nhái hơi nè. Nhái hơi thì rất tốt rồi, nhái hơi rock tua nữa, hoặc là những con nhái nhảy ha, chơi cũng good, và kể cả những con màu vip. Nói chung là cái vòng tua 6 chấm này thì nó rất là đa dụng ha. 88 cm đa dụng, các bạn có thể sử dụng được nhiều cái loại mồi khác nhau, nháy hơi và chìm và nổi rất là tốt. Nói chung con này mình thấy mới chơi là ưng ý lắm. Nếu như mới biết chơi chơi con này thì tuyệt vời. Quay ở ngoài mình quay rất là mượt mà ha, cái dòng quay nó rất là mượt mà, nó không có cái sự khập khiễng trong này. Thì đối với những bạn nào mà chơi những cây cần mà 2m1 m hay mh thì mình chơi con này vô tư, hoặc là những cây cần như Nobi mà 2m4 mà cái độ cứng m đó, bố m đó, thì với cái độ cứng bố m như vậy đó thì các bạn chơi cái con 2.500 hoặc là 3.000 là rất là hợp. Thì con máy này các bạn chơi với cây cần độ cứng M hoặc là MH, size 2.500 với 3.000 thực ra là nó chênh lệch nhau, cái con số đó nó không thành vấn đề. 2.500 với 3.000 những thông số kỹ thuật nó đều bằng nhau hết, nhưng mà cái con 3.000 thì nó sẽ làm cái spool nó sẽ hơi sâu, nó sâu hơn, cho nên nó sẽ chứa được nhiều cái dây hơn trong này, nhưng mà nó chứa hơn được chừng như là đợt đó mình đo là được 10-20 mét, nó chỉ hơn được chút dây thôi, chứ tất cả mọi số kỹ thuật là 2.500 cũng như 3.000 thôi ha. Tất cả mọi thứ thì như mình nói gì đó, cái con Shimano Nestwell này là dành cho những bạn nào mới chơi, những bạn mà chơi những cái con như Nassi thì nó 2 triệu, nó trên con này rồi. Lúc mình mới bắt đầu chơi thì mình cũng chơi cái con Senna 400 mấy chục ngàn đó, 407 đó. Rồi sau này mình lên con Nassi thì lúc đó chưa có con Nestwell. Con Nassi nó 2 triệu nhưng mà về cái tải thì nó là không bằng con Nestwell ha. Thì con này là nó theo mình đánh giá là nó là cái tầm mới vừa chơi mà vừa cứng cáp mà vừa gọn nhẹ ha, cho các bạn cái trải nghiệm ban đầu của môn lua rất là tốt.
Thì khi mà các bạn chơi con Nesswell này một thời gian rồi, ok, ổn rồi, kỹ năng cao rồi, không muốn lên đời nữa, thì mình lên những con khác. Người riêng mình thì đánh giá là những bạn nào mới chơi, mình khuyến khích chơi con này, con Nesswell 1.050.000, viên cây cần Nobi 2m4 1.150.000, thì nó nhiêu ta, nó 1.150.000 là 2.200.000. Ừ, cái combo này các bạn câu với mùa lục. Trời ơi, má hung hãn ghê không? Tới sáng, sát bên này còn bay lên, táp nữa. Ca lũ, ca lũ. Trời ơi, vô gần tới bờ rồi, còn chạy theo táp giới theo nữa. Đúng là hung hãn. Góc tuôn V4 nè. Góc tuôn V4.